Tổng kho Đành Được xin giới thiệu đến các bạn hai mẫu loa kéo mới nhất năm 2024 bát 25 hai đường tiếng. Chiếc bên trái là mã JBL IB255F. Và chiếc phía bên phải màn ảnh các bạn là chiếc JBL IB2512F. Cả hai chiếc này thông số thì đều là bát 25 hai đường tiếng. Và tặng kèm đi theo loa sẽ có một cục sạc và hai mic để bảo hành chính hãng 12 tháng. Chúng ta sẽ đi qua chiếc JBL IP255. Chiếc này là vân vỏ gỗ này. Vân là vân sáng nhá. Ở phía bên này chúng ta sẽ có một cái khe để cắm hai cái mic vào đây. Đây, có hai bát, một chép này, một chép kèn này, và bát 25cm được bọc một lớp lưới. Để tặng kèm đi theo loa thì sẽ có hai mic IP255F này. Chúng ta sẽ để mic xuống để tất cả các bạn nhìn rõ hơn về loa. Đây, màng lưới và màng loa của loa này. Loa kéo JBL IP255F. Có bảng LED điện tử này, ta bật nguồn lên sẽ hiện lên chế độ của pin này, hiển thị phần trăm pin này, Bluetooth mode, Bluetooth này, một hai các bật lách bài này, chọn các chế độ này, mic này, có một cái thẻ này cắm mic này. Cắm mic hoặc là thiết bị nhạc cụ ở đây. Đây, một cổng sạc trên tay sạc này, chân da nhạc này, volt này, echo này, chép này, bass này, chỉnh âm lượng này. Và có thêm hai cái đầu kẹp để chúng ta có thể kết nối bình ắc quy bên ngoài. Và một cái phần lưu ý nhỏ là chúng ta lên sạc qua đêm hoặc trên 6 tiếng để cho đầy bình trước khi sử dụng. Và sử dụng xong phải sạc điện ngay, không để bình ắc quy cạn kiệt. Đó là những cái lưu ý của nhà sản xuất. Phía sau của loa có tay kéo này, bánh xe này. Vân gỗ rất đẹp nha, vân gỗ sáng. Tay kéo là các bạn có thể ấn xuống này, và đóng xuống. Đó, chúng ta đóng xuống và xách di động được này. Con loa này có trọng lượng khoảng 7 cân rưỡi, 7 đến 8 cân. Thành Được sẽ để dịch cái loa này sang bên cạnh để chúng ta sẽ review sang cái chiếc loa IB2512F. Bên này sẽ có cái chỗ để mic này. Đấy, rất là gọn nha. Giá của con này chỉ có hơn 1 triệu đâu. Bát 25 cực kỳ to. Con này cực kỳ to luôn, tặng kèm 2 mic bảo hành. Tất cả các bạn nhìn thấy sản phẩm nó xịn sò như này. Cao 54cm nhá. Con này cao 54. Cao 54 và sâu. Sâu là 26, 26 hay 28. Còn đâu rộng là 30, 32 gì đấy. Kích thước của loa và cân nặng là khoảng 7 cân rưỡi, 8 cân. Còn con JBL IP2512 thì con này nó xịn sò hơn. Nó sẽ có nhiều cổng kết nối hơn. Đấy, có hai cổng kết nối hai mic này và một cổng kết nối guitar. Chỉnh volume, chỉnh bass. Nói chung là xịn sò hơn. Bluetooth, thẻ nhớ USB đầy đủ hết. Và con này thì vỏ là vỏ gỗ màu đậm hơn. Một cánh gián. Con này kích thước của nó là cao 55, mấy cao hơn con kia một chút. Con kia 54, con này 55. Cao hơn khoảng vài phân. Cái vỏ gỗ phía sau này.
tay kéo này, tay kéo này chúng ta có thể cho lên hạ xuống được nhé, ấn nút này. Ấn nút và kéo xuống này. Loa cực kỳ đẹp luôn, hai con này rất là đẹp luôn. Con này thì giá nó sẽ rơi khoảng 2,1 triệu, miễn ship, bảo hành 12 tháng. Tất cả hai sản phẩm Thành được báo giá thì đều là miễn ship. Con này nó sẽ, con này nó sẽ đắt hơn con kia khoảng 500-600. Và cũng được tặng kèm 2 mic nhé. Tặng kèm 2 mic. Màng loa này, bát chép, phía trên là chép kèn này. Loa kéo di động 150W. Con này đắt tiền hơn thì nó nhiều chức năng hơn. Con này nặng khoảng 10,5 cân, nặng hơn con kia khoảng 3 cân. Bảng điều khiển, con này là giá 2,1 triệu nha, công khai cho tất cả anh chị em mình. Cam kết hàng chuẩn hãng, bảo hành cho anh em 12 tháng, bảo hành cho tất cả anh em các bác 12 tháng. Còn con này là 1,650 triệu, miễn ship. Con này là 2,1 triệu, đều tặng kèm một củ sạc và chân mic, bảo hành chính hãng 12 tháng. Bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với Thành được. Chúng ta sẽ nhìn lại một vòng nữa tứ diện bốn bề của hai chiếc loa này, nhìn nó rất là khôn, nó sáng. Và pin con này mà khi sạc đầy thì chúng ta sẽ nghe được, sử dụng được khoảng từ 4 đến 8 giờ, nó tùy vào mình, mức mình mở to nhỏ như thế nào. Và mọi người lưu ý là khi mà nhận hàng về chúng ta sẽ phải sạc điện trước, sau đó mới sử dụng. Và khi sử dụng xong các bạn nên sạc pin ngay. Và nếu không dùng nữa thì đóng lại cất đi. Trong vòng mà khoảng cứ 1 tháng nếu mà không sử dụng thì chúng ta cứ bỏ ra sạc điện một lần, để đảm bảo cho bình ắc quy của loa nó được bền, luôn luôn tích điện, nó không bị xả điện. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành được số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807 1992@gmail.com.